Hơ, bự quá. Anh nói lẹ đi, em còn ghi nữa. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dấp phải đá, mà mà ơi, mồm gì mà tròn dữ vậy trời. Chín mươi. Chín mươi. Eo gì mà nhỏ như eo con kiến vậy trời. Sáu mươi. Không biết. Sáu mươi. Vòng một có to và tròn như vòng ba không ta? Nhỏ quá. Anh nói gì vậy? Anh nói cái lớp nhỏ quá. Anh thiệt là quá đáng. Anh háo gái quá mà. Đâu có đâu, anh chỉ mi gái thôi mà. Hả?